Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, AIA Việt Nam không chỉ tạo dấu ấn bằng sự tăng trưởng vững chắc mà còn khẳng định một thương hiệu đáng tin cậy. Tại Bắc Ninh, qua 20 năm hoạt động, AIA hiện đang bảo vệ hơn 50.000 khách hàng và luôn hướng đến các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng cũng như nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất và mong muốn được đồng hành với khách hàng của mình trong việc hoạch định kế hoạch về tài chính để đảm bảo tương lai vững chắc và lâu dài. Vẻ bề ngoài lạc quan, nhưng ít ai biết được đã hơn 3 năm nay, người phụ nữ này mang trong mình một lúc hai căn bệnh hiểm nghèo. Là mẹ đơn thân, 10 năm lao động vất vả ở xứ người mới tích góp xây được căn nhà che mưa che nắng. Cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con hàng tháng chỉ trông vào 1,5 triệu đồng thu nhập từ nghề làm vàng mã. Cuối năm 2019, khi phát hiện bệnh nặng, chị không có tiền để thăm khám, nói gì đến việc phải chi trả cho hai cuộc đại phẫu thuật và các lần điều trị. May mắn là trước đó, chị đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA. Nhờ khoản tiền 190 triệu đồng bảo hiểm chi trả ngay khi phát hiện bệnh, chị đã có tiền trang trải thuốc men, tái khám định kỳ, sức khỏe đang dần hồi phục. Em bắt đầu đi viện là trước tiên là bảo hiểm chi trả cho cái tiền viện, xong là chi trả cái tiền hỗ trợ hơn 100 nữa, thế là vào 190 triệu. Thế là còn xong là cứ để dành, là đấy là cứ đi chữa bệnh dần. Nếu như mà không có cái tiền bảo hiểm thì cũng không có khả năng để chữa. Em bảo là thôi cũng may chơi được bảo hiểm là có tiền. Vợ chồng anh Hải ở phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng bến bãi. Với suy nghĩ tham gia bảo hiểm nhân thọ như một khoản tích lũy, lại bảo vệ gia đình khi gặp rủi ro. Năm 2020, anh Hải tham gia hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA cho hai vợ chồng là lao động chính. Một năm sau, không may vợ anh mắc bệnh hiểm nghèo, không những được nhận quyền lợi chi trả hơn 500 triệu đồng từ AIA ngay sau khi phát hiện bệnh. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều trị, với dịch vụ song hành y tế, dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân do AIA cung cấp, vợ anh còn được kết nối với các bác sĩ giỏi của nước ngoài, tư vấn, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu, dùng các loại thuốc tốt để điều trị. Lúc gia đình tôi mà phát hiện ra bệnh, nó lại ở giai đoạn cuối, gọi là để nói là giai đoạn 4 rồi đấy, là nó đã di căn ra ngoài, thì rất hoang mang. Thế thì nó rơi vào dịch bệnh thì nó rất khó khăn cho các bệnh nhân vào viện. Thế thì trong lúc đó tôi nhớ là tôi còn cái bảo hiểm AIA, thì tôi mới liên hết kết với công ty, thì công ty mới tìm bác sĩ và hỗ trợ liên kết với gia đình. Và được biết như thế thì là sau AIA người ta cũng có những cái chương trình là giải quyết làm sao cách tốt nhất chi trả cho gia đình cái số tiền tôi đã làm hợp đồng với AIA để cho gia đình nó chạy chữa cho vợ tôi nó được thoải mái, yên tâm. Các bác sĩ thì cứ cuối tuần lại điện về kiểm tra các thứ mà nhắc nhở, tìm cách điều trị cùng khắc phục cùng với gia đình. Đấy, qua thời gian đấy là như thế là tôi cũng rất cảm động, xin được cảm ơn tất cả anh em bác sĩ cùng anh em AIA đã giúp đỡ cho gia đình tôi trong cái lúc nó hoạn nạn, nó khó khăn như thế. 23 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA luôn nỗ lực với mục tiêu cùng đồng hành và bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng. Riêng tại Bắc Ninh, AIA đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng nghìn trường hợp tham gia bảo hiểm với tổng số tiền chi trả hơn 310 tỷ đồng, trong đó có hơn 115 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Tôi thấy tham gia bảo hiểm nhân thọ này là rất là có thiết thực cho gia đình. Thì xét thấy từ gia đình nhà tôi là vừa rồi trường hợp của cháu nó là xảy ra đi tham gia giao thông trên đường đi làm về là thấy bị tai nạn thế. Thế sau có bảo hiểm nhân thọ này chi trả là về cái đỡ cho gia đình về kinh tế rất nhiều. Thế là cũng rất may cho gia đình tôi. AIA Việt Nam cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thẩm định bồi thường. Với công nghệ này, việc thẩm định sẽ đảm bảo chính xác, nhanh chóng. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, AIA Việt Nam cũng luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng trẻ em nghèo, phụ nữ yếu thế và các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. AIA là có một cái chiến lược là luôn luôn là thay vì là một nhà chi trả thì sang là một nhà bạn, người bạn đồng hành, luôn luôn đồng hành khách hàng trong những lúc khó khăn nhất, trong những lúc mà hiểm nghèo nhất, thì chúng tôi cũng luôn luôn có mặt với khách hàng
Đặc biệt là UAE cũng đã trong suốt gần 20 năm qua thì những các cái chương trình mà đồng hành với khách hàng, cụ thể là chương trình chân sút nhí này, chương trình hành trình cuộc sống này, trao tặng cho các cháu trẻ em nghèo vượt khó này, chương trình mẹ đỡ đầu này, rồi các chương trình ngày hội trẻ thơ cho các cháu cắp sách đến trường. Bắc Ninh chúng tôi đã có những cái chương trình là câu lạc bộ Vitality rất là tuyệt vời. Đặc biệt chúng tôi đã gắn liền những cái câu lạc bộ ấy thì có những sản phẩm đáp ứng là sống khỏe, bùng sức sống 10 cộng là cái chương trình này là làm sao giúp khách hàng sống thọ hơn được 10 tuổi. Nếu như là có những chương trình là để luôn luôn là tăng cường sức sống. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Bảo vệ quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của AIA, mà ẩn sâu trong đó còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của người đồng hành, tiếp thêm động lực để khách hàng vững tin vui sống, để kế hoạch tương lai không bị giang dở.